Xin chào tất cả các bạn nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của bố con mình coi ạ. Con ơi, thì hôm nay là một cái ngày khá là vui với bố con mình với con ạ. Thì bố mình vừa mới đi làm về ấy. Thì hôm nay thì đúng kiểu là bố con mình lại được nhận lương từ YouTube một lần nữa bạn nhá. Đấy, đây là lần thứ hai thì bố con mình được nhận lương từ YouTube. Thì lần này cũng số tiền nó cũng lớn hơn lần trước bạn ạ. Thì hôm nay thì là mình sẽ cùng với cả bố mình sẽ đi rút số tiền này các bạn nhá. Bố về con bố đi nhá. Thì bây giờ bố con mình đi, bố mình ra cháu đi mọi người nhá. Thì là mình trước hết là mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ bố con mình nhé. Mình cảm ơn rất là nhiều. Đấy, thì là cũng đến tháng này đây, người ta phát thương theo cũng nhiều bố đi làm này. Phát thương theo tháng này thì hôm nay cũng là đúng đến cái tháng mà đáng lẽ người ta được từ hôm qua cơ đấy, khi mà bố con mình kiểu mình chờ mãi hôm qua không có, trong tự dưng may quá thì hôm nay nó lại thấy nó về qua ạ. Đấy, thì là hôm nay thì bố con mình sẽ quay cái quá trình đi rút các bạn nhé. Thì là bố mình vừa mới đi làm về ăn cơm xong ấy, vâng bố. Nhưng mà vừa mới làm thợ về mọi người đấy trên tay. Thì bây giờ chuẩn bị bây giờ bố con mình sẽ đi rút các bạn nhé. Ok, các bạn cùng xem bố mình vừa đeo khẩu trang không? Đeo khẩu trang trước các bạn ạ. À, bây giờ phải đeo khẩu trang mà các bạn, bây giờ Covid đi nó ra ngoài đường thì cũng phải đeo khẩu trang, chỗ mình bây giờ cũng đang có Covid đấy. Đấy. Ok bố, bây giờ bố con mình đi mọi người nhá. À, bây giờ bố lấy xe thôi. À, bây giờ bố mình sẽ lấy xe để đi các bạn nhá. Mũ bảo hiểm nào, các thứ vào. Đấy, mình cũng phải đội mũ bảo hiểm vào các bạn nhá. Bố quay xe đi. Ok các bạn ạ, thì bây giờ bố con mình vừa mới đến cây ATM, bây giờ mình sẽ vào mình rút tiền các bạn nhé. Bố cầm máy con đứa mình vào. Ok, xong rồi bố. Giờ các bạn ơi, bây giờ bố con mình sẽ đi về các bạn nhé. Rồi bố nhìn đây, bố chào các bạn gái mà. Chào tất cả mọi người nhá. Ở con này thì là mình vừa mới đi, bố con mình vừa mới đi rút tiền về rồi các bạn nhá. Ở đây trên tay thì mình đang cầm tiền các bạn nhá. Đây mình đang trên tay mình đang cầm tiền các bạn nhá.
Đấy thì bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ công bố số tiền là tháng này bố con mình lãi được bao nhiêu tiền. Ở đây thì mình bố dư bạn xem bố mình vừa mua mấy cốc trà sữa ấy. Đây, mọi người đấy. Mỗi người một cốc các bạn nhé. À, mình cũng mua cho mẹ mình, anh em mình rồi, mình cất ở trong kia. Đây đây hai bố con mình là uống cái này để ăn mừng luôn nhá các bạn. Tăng bảo là bây giờ bố mình quay xong thì bố mình phải đi làm luôn đấy. Bây giờ con mình sẽ vào. Ôi. Các bạn nhá. Mệt quá. Đi hơi nóng một tí các bạn ạ. Mọi người ạ. Đây vào đi bố. Sữa này bây giờ mình lại phải ấy, cái chủ mình uống cái gì chưa tí lại đi làm. Mọi người. Đấy, buông đi, buông đi. Buông đi. Buông đi. Hả? Buông cái này. Buông cái này à? Không biết buông, các bạn nhìn chắc là nhìn rõ. Đây, tiền thì mình sẽ đấy, còn đĩa mình sẽ để đây. Bây giờ bố con mình sẽ mỗi người một cốc trà sữa đã các bạn nhé. Để gọi là như nào nhỉ? Để gọi là ăn mừng luôn các bạn nhé. Ê, đưa đấy không? Đưa đấy không? Đưa đắp không? Được không? Được. Ủa trà sữa rồi chưa? Chưa. Bây giờ mình muốn mọi người mời mọi người. Ok mình xin mời tất cả mình nhá. Ok mời các mọi bạn. Nhé. À quên mất chưa lắc lắc khoáng này không ạ? Trân châu ấy. Của bố là trà sữa trân châu đường đen nhé. Còn châu bây giờ đang định kiểu bố lại chọn mất. Cái này hình như là sô cô la. Ok mời các bạn nhé. Mời mọi người nhá. Được phép. Đừng đừng không không phải tu để đây để tu ngoài thôi. Ngu vòi thôi. Bốn người làm cái gì? Bu thôi. Đủ hết à? Có phải bố uống cốc là bố tu vòi cơ mà. Được không bố? Chưa uống mới là một ngày. Đủ hết rồi. Uống có vòi cần thì bố phải tu, bố phải uống nước không mà bố tu. Tháng này thì bố con mình nhận được tiền nhiều hơn tháng trước các bạn ạ. Kiểu tháng này kiểu cũng đầu tư cũng nhiều đồ quay video ấy. Nên là cũng được nhiều tiền hơn tháng trước. Ừ, đúng rồi. Mình đi làm là nó cũng gần đây. Tranh thủ về trưa tí. Đáng nghĩa là bố mình nghĩa là định để không ngờ nghỉ quay cơ chứ mà thôi. Là quay luôn các bạn nhé, để gọi là đi rút luôn. Bây giờ quay xong thì bố mình lại phải đi làm luôn. À, hôm qua thì đang hôm nay tháng này thì nhận chậm hơn tháng trước một ngày các bạn ạ. Đáng nghĩa là hôm qua được nhận rồi. Tháng trước là hôm qua được nhận rồi thì tháng này nhận chậm hơn một ngày. Đây bố. Bảo là thôi thì bây giờ cũng chẳng nấu cái gì được các bạn. Thì các bạn là nó không có thời gian nên là cũng không nấu nướng gì cả. Thì là bảo cái lúc mà rút xong thì đang quay thì máy mình nó có người gọi các bạn ạ. Thế nên là không ấy được. Nên là mình lại bị gián đoạn một chút các bạn. Nói thì đang nói dở là lúc mà bố con mình rút tiền xong thì là bảo thôi không nấu nướng cái gì cả. Mình cũng muộn thôi mua mấy cốc trà sữa cho cả nhà uống các bạn. Bố con mình đây là test trước các bạn. Có vẻ cũng ngon thật. Ngon vậy. Gọi là để ăn mừng luôn bố. Đến mà để hôm khác nhá, để hôm nào cửa nó có thời gian hơn thì bố con mình sẽ quay. Sẽ quay gọi là nấu nướng cái gì đấy để ăn mừng tiếp lại các bạn nhé. Ngon quá. Ngon bố. Bây giờ thanh chủ thế mình lại đi làm bây giờ. Đấy các bạn ạ, thì bây giờ mình sẽ cho bây giờ mình sẽ gọi là công khai số tiền hôm nay. Kiểu công khai số tiền tháng này mình nhận được các bạn nhé. Đấy thì ở đây số tiền, toàn bộ số tiền đây các bạn nhé. Tháng này thì được nhận nhiều hơn tháng trước các bạn đây. Thì tổng cộng cái số tiền mình nhận được tháng này là 5 triệu các bạn ạ, 5 triệu. Mình đi rút là 5 triệu tròn luôn đấy, 5 triệu là tiền rút của tháng này. Đấy. 5 triệu mấy chục ạ, nhưng mà con rút tròn 5 triệu đây thì cũng có mua một số đồ mới cả mua cái trà sữa này đây thì đấy số này vẫn còn tiền nữa nhá. Đây bạn, đây thì được nhiều hơn tháng trước ạ. Đấy, nhiều hơn 2 triệu à.
Đấy thì tháng trước thì bố con mình được hình như được hơn 3 triệu đúng không? Hơn 3 triệu. 3 triệu mấy đấy không nhớ, nhưng mà tháng này được nhiều hơn các nhá, tháng này được nhiều hơn. Thì ở đây toàn bộ số tiền thì mình vừa mới lãnh về ở đây rồi. Đó mình công khai rất là bạn xem luôn. Thì là bây giờ thì chắc là cũng như là nhỉ? Cũng muộn này, bây giờ tầm gần 1 giờ thì bố mình chuẩn bị đi làm rồi. Đấy thì bây giờ mình cứ đưa cho bây giờ như nào nhỉ? Thôi thì vâng, con vẫn cứ đưa cho bố nhà, đưa bố 1 triệu nhá. Được không? Cầm đấy. Thôi bố cầm 1 triệu. Thôi cầm đấy bố. Bố đây đưa bố 1 triệu. 1 triệu. Vẫn đưa bố 1 triệu, thằng trước vẫn đưa 1 triệu, thằng vẫn đưa 1 triệu nhá. Cái chỗ này thì mình vẫn cứ để là mình gọi là mình tích off vào để mình quay video các bạn nhá. Để mình mua đồ, quay video các thứ để chi trả các công việc các nhà nghe. Bố mình thì 1 triệu để cầm đi đường, xe nó hỏng xăm hỏng lớp, mua xăng các thứ là tiền bố mình đấy. Để công quay video. Đấy cũng gọi trả lương như kiểu đi làm luôn các bạn đấy. Đúng mọi người ạ. Đúng không? Mình cũng phải làm trả lương như đi làm thôi chứ, đúng không? Còn cái chỗ tiền này thì mình sẽ cất đi để mình gọi là trang trải quay video gọi nhá. Nó đấy thì bố cứ cầm một tới 1 triệu xong rồi để còn mua xăng các thứ. Ok chưa bố? Ngon thế đấy. Ngon. Trà sữa. Thế cũng nói chung là không biết nói thế nào thì mình gọi là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Nếu mà không có các bạn thì chắc là bố con mình không nhận được tiền như này đâu. Tại vì cái này là do các bạn thôi. Thật sự mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những cái lượt xem, những cái lượt chia sẻ của các bạn thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đây là những cái gọi là cái tình cảm các bạn dành cho bố con mình, cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Vì đây là cái như cháu vừa nói thế, tình cảm mọi người đến bố con mình, yêu quý bố con mình. Bố con mình xin cảm ơn mọi người. Chúc tất cả mọi người chuẩn bị đón một mai là đón mừng Noel rồi, 24 tháng 12 rồi. Chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ. Thế các bạn ạ, thì là mình cũng rất là vui, hôm nay cũng vui quá các bạn ạ. Cũng không biết được như nào, kiểu ngày lãnh lương các bạn. Kiểu các bạn cứ trải qua kiểu một tháng rồi, các bạn cứ dòng ra các bạn đi làm, các bạn đi làm xong cuối cùng tháng cuối tháng các bạn nhận tiền thì thực sự rất là vui mừng luôn các bạn. Không có lời nào để diễn tả được cái niềm vui như thế này. Thực sự luôn, mình cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Không biết nói gì hơn nữa thì cái này là những cái lượt xem của các bạn là cái nguồn động lực cho bố con mình kiếm được tiền. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi các bạn ạ, thì là chắc là video của bố con mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Thì là trước khi xem video thì rất là mong các bạn là chia sẻ, đăng ký, ủng hộ bố con mình nhé. Để cho bố con mình có nhiều người, để cho bố con mình có nhiều cái động lực hơn để quay những video hay hơn gửi tới tất cả các bạn. Thì là video của mình đến đây chắc là cũng kết thúc rồi. Thì mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Ok, mình xin chào tất cả các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người ủng hộ bố con nhà mình, bố con mình xin cảm ơn mọi người. Okay, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bạn nhé.